Sếp ơi, mình là năm nay em không cần được tăng lương, chỉ... Gớm! Cô mà được tăng lương à? Cô có biết cô mắc bao nhiêu lỗi rồi không? Gớm! Cô mà được tăng lương à? Cô có biết cô mắc bao nhiêu lỗi rồi không? Cô có biết cô mắc bao nhiêu lỗi rồi không? Cô có biết cô mắc bao nhiêu lỗi rồi không? Vậy thì... em xin thông báo với sếp một điều. Hay nó định xin nghỉ nhỉ? Anh đổi màn hình cho em đi mà. Màn hình của em cùi lắm rồi. Tưởng gì? Thôi thì cũng nhân dịp mừng tuổi năm mới. Đây, màn hình Dahua B200S. Cô mang về mà dùng nhá. Ui, Dahua B200S. Màn hình 22 inch, nhỏ gọn xinh xắn. Quá phù hợp với góc làm việc của mình luôn. Ngoài dòng 22 inch thì B200S còn có phiên bản 24 inch lớn hơn nữa. Khả năng hiển thị 16,7 triệu màu. Thì tha hồ xem phim xem video còn gì nữa. Góc nhìn rộng 178 độ. Nhìn ngang, nhìn dọc, vẫn làm việc thoải mái. Màn hình lại còn nghiêng được nhiều góc lên xuống như thế này. Như này chơi game xếp check cam làm sao mà thấy được. Lại còn có tính năng chống ánh sáng xanh bảo vệ mắt. Thế này ngồi làm việc cả ngày cũng không bị ảnh hưởng. Có đa dạng cổng kết nối, một cổng HDMI, một cổng VGA kết hợp với một loa công suất 4W. Ngoài B200S, còn có B200SW màu trắng của nhà Jaguar phiên bản 24 inch và 27 inch dành cho dân văn phòng, siêu chất lượng trong tầm giá. Chắc là màn hình này đắt lắm. Em cảm ơn sếp nha. Em sẽ công hiến với công ty suốt đời. Có hơn 1 triệu thôi em ạ. Mua màn mấy triệu, có mà lỗ ạ.